Alo mọi người, bây giờ cho các đồng chí chuẩn bị lên đường đi ăn. Hai mọi người, ủa là đi ra đi ăn chứ không phải đi chơi. Mẹ con mẹ thích mẹ cầm thua ra theo mua nhát luôn. Mẹ đây bắn cái bữa bé phải chỗ Nhi Thình Thảo Quỳnh mang cho cô lên phút cùng đội. Đây là các đồng chí đồng đội chuẩn bị lên đường. Dạ, bạn này về đây ăn ngủ dữ hả? Mướn mướn cái phòng mà không không uổng phí cái phòng luôn. Đẹp mà. Đi đi. Mướn phòng mà không uổng phí cái phòng luôn, cày ngủ dữ. Phải hưởng thụ chứ, thư giãn chứ. Ai mấy là bị đau tay mới làm móng nha mọi người, nên buộc dây dày không được. Đưa tay, đưa chân đây nào. Mãi bên nhau bằng nhé. Mãi đi theo bằng nhé. Cái clip này thấy đoạn này là giá trị nhất á. Gió đưa cành trúc la đà. Đáng like, đáng share nha mọi người. Tám có bị đau chân Tám? Nhất ơi. Ủa nhất đâu? Còn... À, đúng rồi, nó đâu nãy giờ rồi. Còn dễ đâu rồi. Sao bạn, bạn thấy sao cuộc sống thế nào? Viên mạng. Viên mạng hả? Con má. Không, có con dán ở trong. Con dán. Có con chi trong cái giày á. Dễ rồi biết ngay mình. Đâu rồi con dễ của mình đâu? Dễ gì? Dễ máy. Con đang dễ bỏ dài tới à? Không. Những thành phần trời đang làm đẹp. Đau mắt, đau mũi ghê luôn thiệt. Nhanh đi giùm cái. Hello mọi người. Hello hello. À xin lỗi tôi. Hết rồi, chiều rồi Thảo năm không giờ. Đây ông hả? Bà rảnh bữa bà nội. Đi. Ở hữu trang ơi, trời má. Đây là cái bầy chuột nha mọi người, 5, 6, 7, 8, 9 con chuột rồi. Rồi. Chỗ ơi. Đừng có gặp tì nó sắp đẹp rồi tay bắt bông luôn. Sáu bắt cái tiệm lạnh á, nó lạnh tím tay luôn. Thằng máy chắc có mạng á vậy ha. Tính mất. Cảm ơn nhiều ạ. Chơi hoài vậy. Giờ thằng nhất. Rồi, để xe lên đường. Ủa đi xe đi bộ chứ. Xe. Bây giờ đang lấy xe nha mọi người. Đấy. Đang lấy xe đi. Chút xíu nữa tới tắt clip này. À, tắt camera xíu nữa là mình quay. Đó. Quá đẹp luôn mọi người. Đó, một phải không? Ok. Dầu lắc hoa dầu. Ở đây toàn là khách sạn. Hotel. Rồi. Ai chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người. Người nhớ like, subscribe kênh của mình nha. Nhớ like nha. Người nhớ like, subscribe kênh của mình nha. Và cảnh này rất đẹp và kế bên này đẹp hơn mọi người đó, mọi người hãy nhìn đấy. Rất luôn. Tám em. Hôm nay người ta lên rồi đó, lên Sài Gòn người ta làm đấy.
đưa tay lên nào. Bia lúc đây hả? Lên siêu bạn ta, lên siêu. Cái này là kênh YouTube nè. Chạy như đông rồi thế. Rồi bây giờ vô rồi. Lại mặc ăn hết. Mới chiến đấu tổng thật xong mọi người. Đó, bây giờ mình chuẩn bị đi chơi. Đăng ký kênh ủng hộ em mọi người. Rồi tới địa điểm để mình chơi rồi. Con tàu đẹp quá mọi người. Xe thì bịt quá. Chơi vậy ai chơi lại. Bịt này đây. Siêu xe đi xuống đây là chụp hình.